Anh nào, mình chia tay đi. Ok. Hôm nay ngày tháng tư đúng không? Mấy tháng nữa là em lừa được anh luôn á. Không, em nói thật. Đây không phải chuyện đùa. Yeah, nếu mà em nói vậy thì anh sẽ chơi trò này với em luôn. Anh, nghe em nói nè, em không muốn tiếp tục nữa. Em có tình cảm gì khác rồi. Để em đoán, để em đoán. Nhật, bạn thân của anh thì có ba, đúng không? Mà sao anh biết? Ba lô đồ ha, đưa nhau đi trốn đồ ha. Không ngờ em nghĩ ra trò này hay thật luôn á. Em là một cô gái hài quá đáng lắm luôn. Lúc nào em cũng khiến cho anh cười hết. Và điều đó khiến anh luôn yêu em. Tiến, anh nghe em. Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục với anh được nữa. Em giỡn nhây lắm luôn á em. Bye em. Ok, bye em. Bữa sau gặp lại. Thì nó khôi hài thật luôn. Cô ấy là đúng thật. Cô ấy quả là một người vui tính. Dính dây thật chứ. Thứ tư mà sắp xếp từng chi tiết thật là tỉ mỉ. Và sau đó hai tụi nó hôn nhau. Rồi cái thằng kia nó chờ bạn gái tao đi đâu á, tao cũng không biết nữa. Quá thông minh luôn. Quá thông minh. Em nó khôi hài ha. Lúc đó thần thái của tao chết lắm. Em nó nghĩ nó lừa tao không mày ơi. Tao kể cho mày nghe. Năm trước á, bạn gái tao á, lúc trước á, cái anh Tư cũng lừa tao như vậy á. Nó gom đồ đi sạch luôn. Ủa, chắc là do bạn gái tao học hay bạn gái của mày đúng không? Hai đứa nó cứ nghĩ lừa được tụi mình á. Sao mình lừa được mình được? Rồi khi nào bạn gái mày về? Tôi luôn chưa có về mày ơi. Chưa về. Mày nói nghiêm túc à? Nghiêm túc mà. Kiếm gì? Tìm thằng Thái, thằng ai mày đâu tiêu rồi? Ủa đâu hả? Tìm mày? Chó? Give me my room up. Being on the stage I'm a true love. I call it screwed up. Take me away, all my idiots. Sometimes that I want but the end is like company apprehensive. Leaving I'll never be wrong. I'll make myself gotta be strong.